Ngói Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngói sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà rất là gần với trường Tiểu học Phú Cường thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai ngôi nhà này thì phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở dưới Thanh Oai hoặc quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân đều rất là ok. Và với thiết kế của ngôi nhà thì có hai căn 36,8 m và 38 m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với hai căn nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên nó không phải là ngõ thông và rất là gần với đường ô tô đi lại. Ngoài sẽ quay một căn để gửi tới cho quý vị. Thông số nhà, căn nhà này là 36,8 m. Hướng nhà là hướng đông bắc, tương đối là mát, thoáng. Ngõ nông, gần đường ô tô, gần với trường tiểu học, tiện ích xung quanh ngập tràn. Với vị trí phường Phú Lương này thì nó ngay gần với lại cạnh Phú Lãm, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với trường Trung cấp Y. Nói chung là với cái vị trí này bán kính chỉ khoảng tầm 2 km quay đầu, đầy đủ hết cho quý vị. Từ mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, cao đẳng, tiện ích, ngập tràn, giá bán hợp lý. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể. Với ngôi nhà 36,8 m², căn nhà này được cái ưu điểm lô góc hai mặt thoáng. Thoáng như thế nào thì quý vị có thể nhìn ở trên video. Cửa sổ rất là nhiều. Bởi vậy vì là lô góc cho nên nó không được vuông. Có sao thì em sẽ quay như vậy. Với cái căn nhà này nó hơi chéo một chút. Tuy nhiên những cái phần chéo đấy thì chủ nhà thường thường là thiết kế hết vào phần phòng vệ sinh và cầu thang cho quý vị. Cho nên nếu như mà vào trong không gian phòng thì nó không đến nỗi nào đâu. Còn quan trọng là cái thửa đất chủ đầu tư người ta mua như thế, cho nên người ta phải xây như thế quý vị ạ. Cho nên cái giá thành cũng rất là hợp lý. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ hoàn toàn. Rất là yên tâm đây mọi người ạ. Bên ngoài và bên trong. Với cái thiết kế tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại đây mà em đứng ở phần tầng 1 đây. Phần gạch lát nền hoàn thiện xong hết cho quý vị. Ngôi nhà này thì cơ bản đã hoàn thiện xong 100%. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở. Hệ thống sơn này, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, công năng thiết bị vệ sinh, tủ bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với tầng 1 thì thiết kế không gian phòng khách này. Đây là phần phòng bếp này. Nói chung nhà có như thế nào thì quay hiện trạng gửi tới cho quý vị là như vậy. Quan trọng là vị trí, nếu như quý vị nào đi làm cảm thấy nó phù hợp. Từ vị trí này mà quý vị có đi làm, đi tắt sang khu đô thị Thanh Hà để quý vị có thể đi làm ở bên Kiến Hưng, Sa La thì cũng rất là ok nha. Đây, đây là cái phần không gian phòng bếp. Phần tủ bếp được hoàn thiện xong hết, toàn bộ là tủ gỗ. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch. Phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, nước riêng biệt từng căn. Ở đây có hai căn và vừa mới hoàn thiện mới tinh. Còn thông nguyên mùi sơn thì Ngọc Anh đến quay và review cho quý vị. Đứng từ vị trí không gian phòng bếp ra tới vị trí phòng khách, nếu như quý vị nào chưa yên tâm, quý vị có thể xem sổ đỏ trước khi đi xem mình cảm thấy phù hợp với cái thửa đất, phù hợp với cái công năng, phù hợp với cái giá bán. Giá bán em để ở dưới phần bình luận cho quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng trên của ngôi nhà. Dạ vâng, đây là cầu thang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng hai phòng ngủ trước sau, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Đây, phòng ngủ đầu tiên thưa quý vị. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay cho quý vị như vậy. Mọi người cảm thấy phù hợp thì mọi người liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt để được tư vấn, để được đi xem. Tất cả các cửa thông phòng được thiết kế là cửa gỗ. Các nhà này mà nó cách với vị trí trường tiểu học Phú Cường nó chỉ khoảng tầm 300m thôi mọi người nhé. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Cửa sổ thông thoáng. Đó. Với cái thửa đất nó chéo cho nên chủ nhà thiết kế tối ưu công năng thôi mọi người ạ. Còn để mà là tuyệt đối thì không hẳn. Đó. Ngọc Ánh thì cũng không ngại chia sẻ với những quý khách hàng là bây giờ nó có bị lỗi không, nó có bị chéo đất không thì em cũng chia sẻ luôn để quý vị không mất quá nhiều thời gian đến xem mà lại không hợp lý. Đây,
phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau đầy đủ, hết công năng cửa sổ ánh sáng, thiết bị vệ sinh đầy đủ ở trong phòng. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ và cửa vệ sinh. Nhà vệ sinh thiết kế cho quý vị đây, cửa nhôm hệ. Và vì nó là lô góc cho nên em đã chia sẻ rồi, cửa sổ rất là thoáng, cửa sổ chỗ cầu thang đi lên này, cửa sổ chỗ hành lang đi vào các phòng ngủ này, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Đây là phần tầng 2 rồi, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này có 4 phòng ngủ riêng mọi người nhé. Nếu như mà phòng chéo này thì quý vị có thể mời bên nội thất về để đo đạc theo cái khổ đất của mình để có thể đặt cái nội thất làm sao cho nó phù hợp với lại cái không gian phòng, phù hợp với cái diện tích cũng như là phù hợp với cái thiết kế của ngôi nhà nhé. Đó, trên tầng 2 thiết kế giống nhau, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Phòng vệ sinh cũng vậy, như vậy là thiết kế 4 phòng ngủ cho quý vị. Phòng vệ sinh đây, hiện tại trên đây thì ngoài đang không bật điện cho quý vị đâu, nên cũng tương đối là thoáng, sáng, ánh sáng tự nhiên. Quan trọng nhất là nó là vị trí thôi. Vị trí mà quý vị nào cảm thấy phù hợp thì quý vị có thể liên hệ với em. Mời người theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này 4 tầng thiết kế có thực sự là hợp lý hay không. Và phần đây là phần tầng 4 của ngôi nhà, tầng cuối cùng. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng tương đối là hợp lý. Trên tầng 4 đây là khu vực để máy giặt riêng mọi người nhé. Và một phòng để quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó, gạch lát nền này từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gạch 60-60 vân đá. Tay vịn cầu thang đây mọi người có thể nhìn. Em chia sẻ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 này, thiết kế toàn bộ là gỗ. Phần còn lại sân phơi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà, tương đối là rộng, thoáng. Đứng từ vị trí ngôi nhà này, quý vị cũng có thể nhìn thấy trường tiểu học Phú Cường gần với lại khu đất dịch vụ Phú Lương. Nói chung tiện ích ngập tràn, giao thông đi lại thuận tiện với bác nào đi làm ở Hà Đông, có con cái học ở trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y ở chỗ Ba La ấy. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh, nhà tốt, theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.